xe đạp thể thao vip.com xin chào bạn. Trong video này thì shop chia sẻ tới bạn là hàng xe đạp Titter đã về bạn nhé. Thì trong lô hàng này thì shop đã về xe đạp Thunder và Steel Pro. Và đây là lô hàng những chiếc xe đạp Titter Touring mới nhất năm 2021 này. Và đây là những chiếc xe sử dụng rúp Shimano bạn nhé. Shimano. Đây Thunder này 4700, đây là rúp Shimano rúp 4700. Thì hàng nhập về tới Việt Nam thì nguyên thùng nguyên chiếc như này, và ngay bây giờ thì shop cũng sẽ mở thùng mỗi một model một màu bạn nhé. Đây chiếc này là chiếc Thunder màu đen đỏ này. Steel Pro đây là màu đỏ này. Có rất là nhiều màu khác như màu ghi, màu titan, màu xanh. Đó, bạn thích màu nào thì liên hệ với shop. Và bây giờ shop sẽ mở thùng ra để kiểm tra sơ bộ, và khi và shop sẽ dựng đủ màu lên và review chi tiết để bạn xem chi tiết cấu hình của chiếc xe đạp này luôn. Rồi, đầu tiên thì shop sẽ mở thùng chiếc xe đạp Steel Pro này bạn nhé. Đây hàng nhập về tới Việt Nam thì được đóng gói rất là gọn gàng như này. Rất là gọn gàng bạn nhé. Xe này là xe carbon này, là rất là nhẹ. Rất là nhẹ luôn. Đây số chia sẻ sơ bộ, đây là chiếc màu đỏ này. Màu đỏ Steel Pro. Đây là chiếc xe đạp Touring tay ngang. Xe này thì có cấu hình sơ bộ thì shop chia sẻ như sau. Khung càng bằng carbon. Đây là carbon của chiếc Titter. Đó, size thì được ghi đây bạn nhé. Size được ghi đây. Khung càng carbon. Tay lái bằng hợp kim nhôm. Vành của hãng Retropic 700. Lốp này là lốp Innova Pro 700x25. Và như shop cũng chia sẻ thì đây là cái lô hàng sử dụng rúp Shimano với tay đề số Shimano Tiagra 10 speed, tức là điều khiển 10 lít này. Tay đề đĩa double Tiagra. Chiếc này thì điều khiển 2 đĩa, bộ đùi đĩa trục rỗng của hãng Retropic. Gạt đĩa Shimano Tiagra và gặp lip Shimano Tiagra. Đó. Xe này cấu hình rất là vip luôn bạn nhé. Và hiện nay thì cái đồ Shimano này thì cũng đang rất là khan hiếm, mà cũng đã về hàng những cái chiếc hàng những chiếc xe chất lượng như này. Đó. Sử dụng rúp Shimano Tiagra 20 tốc độ này, đây là chiếc Steel Pro. Và bây giờ đây là chiếc xe đạp Thunder màu đen đỏ, còn rất là nhiều màu bạn nhé. Cái số cũng mở thùng cho bạn xem luôn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Đây, nguyên đai nguyên kiện đó nhé. Đến với shop thì bạn mua xe cực kỳ đơn giản và dễ dàng, bởi vì shop bán rất nhiều thương hiệu xe, nhiều đủ chủng loại luôn, từ xe đua, địa hình, touring. Và luôn cập nhật những sản phẩm mới nhất về để cung cấp đến khách hàng trên toàn quốc. Đây là chiếc xe đạp Thunder Touring. Xe carbon bạn nhé. Đây bạn có thể thấy này, nhập về từ Việt Nam thì nguyên thùng như này, nguyên chiếc như này. Rồi. Đây là chiếc Thunder. Đây, dòng Thunder thì thường cái chữ nó ghi đây bạn nhé. Thunder đây là màu đen đỏ, màu đen tem đỏ. Xe này thì cấu hình sơ bộ như sau, đó là khung càng bằng carbon, sử dụng rúp tay đề số đào. Đây mình cắt sơ bộ ra rồi mình. Tay lái của Titter, tay lái nhôm. Wow. Chiếc này thì cũng sử dụng rúp Tiagra bạn nhé. Tiagra. Đó, đây. 10 speed tức là 10 tốc độ Tiagra.
gạt đĩa Shimano Tiagra, gạt nít Shimano Tiagra. Để xem là cái cái group Tiagra này được sản xuất tại Nhật Bản bạn nhé. Đây ra ra bàn bia này, Shimano Tiagra 4700, đúng như cái thông tin ghi trên thùng này bạn ạ. Shimano Tiagra 4700, người ta viết tắt là 4700 đây, để mình nhận biết được cái mã hàng. Đây là chiếc Thunder màu đen đỏ, có màu ghi, màu titan, còn nhiều màu khác nữa bạn nhé. Thì Xúc cũng sẽ dựng đủ màu để review cho bạn xem luôn. Bộ đùi đĩa chụp rỗng của hãng Retropic. Và ngay bây giờ thì bạn có thể liên hệ với shop để thích chiếc nào bạn đặt chiếc đấy. Giá rất êm mềm bạn nhé. Lốp sử dụng lốp 700x25 Innova, vành nhôm hai lớp cao 4 phân của hãng Retropic. Đây là vành mới nhất của hãng Retropic bạn nhé. Cái tem đã khác này. Đối với Thunder thì có size 46-48 bạn nhé. Size 46-48 và đang có 4 màu, đã về 4 màu rồi. Còn City Pro thì có size 45-48. Size 45-48. Và ngay bây giờ bạn có thể liên hệ với số của số điện thoại 0983315936 để được tư vấn mua xe và chọn xe, nhận xe nhanh nhất bạn nhé. Ngoài ra thì số còn rất là nhiều xe khác như là Giant này, Giant T đấy, Campi một thương hiệu của Mỹ cũng còn này, cũng có luôn bạn nhé, đã về nhé. Đấy, hay là những chiếc xe đạp đa năng HBR668899 Max, số còn Duka, hay những chiếc xe đạp Touring rất là chất luôn, City Cavanio City, số vẫn có hàng để cung cấp đến bạn, rất là nhiều thương hiệu, nhiều model khác nhau. Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.